Good morning quý vị. Hãy comment đang có mặt ở lầu số 11 khách sạn Le Monde, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, sáng ngày 8 tháng 11 2017. Bầu trời Phnom Penh sáng nay chuyển mưa quý vị. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng. Thành phố Phnom Penh bắt đầu thức giấc, chuẩn bị một ngày làm việc mới đó quý vị. Và đây là toàn cảnh của thành phố. Thủ đô Phnom Penh là một trong 25 tỉnh thành của Vương quốc Campuchia với dân số khoảng 15 triệu người. Hoạt động kinh tế của họ là chủ yếu là về miền thôn quê, là nông nghiệp, trồng lúa gì, cây trái, nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển Siem Nút Viên giáp Vịnh Thái Lan. Còn trung tâm là trao đổi tài chính, thương mại và du lịch quý vị, khai thác khoáng sản. Vương quốc Campuchia có nền văn minh truyền thống lâu đời rực rỡ, đó là nền văn minh Angkor. Và ngay từ sớm đầu công nguyên, họ đã ảnh hưởng Bà La Môn giáo, đạo Hindu sau này quý vị, và sau đó là Phật giáo Tiểu Thừa. Và họ đã tiếp nhận chữ Sanskrit, chữ Phạn Cổ, sau này chữ Pali quý vị. Và cái nét chữ này nó giống với nét chữ của Thái, của Lào. Và trong tâm tư tình cảm thì họ dựa trên cái nền tảng Phật giáo Tiểu Thừa cũng như là đạo Hindu về phân biệt đẳng cấp quý vị, rồi kiếp luân hồi đó. Họ cư xử và văn hóa lễ hội của họ đậm nét cái văn hóa của Phật giáo Tiểu Thừa. Lễ hội đua ghe ngo, Tết Ốc Ông Bóc, lễ hội Đôn Ta, vân vân, đều mang yếu tố về luân hồi, về nhớ ông bà tổ tiên. Và đặc biệt họ ăn Tết Ốc Ông Bóc á, là vào dịp tháng 4 âm lịch hàng năm. Tức là vào xứ sở nhiệt đới thì tháng 4 là tháng bắt đầu mùa hè, cũng là bắt đầu mùa mưa sau 6 tháng mùa khô hàng năm. Thì lúc đó những cơn mưa đầu tiên rơi xuống, cây cỏ, rồi thực vật có gì, rồi động vật bắt đầu có nước, bắt đầu đâm chồi, và các loài côn trùng sẽ rời bỏ hang ổ trú sau 6 tháng mùa khô, bắt đầu rời khỏi miệng hang, và một cuộc sống mới, mùa mưa mới đem lại sự phát triển. Và họ chọn cái thời khắc đó là thời khắc năm mới Ốc Ông Bóc. Và lúc đó thì sự tái sinh bắt đầu quý vị. Và một vài quốc gia thuộc Đông Nam Á, xứ nhiệt đới, làm nông nghiệp đó, kể cả vùng Thái Lan, Lào, rồi Miến Điện, rồi miền Đông Ấn Độ gì, là theo cái lễ lịch này, tức là ăn Tết vào lúc giao mùa, giữa mùa khô và mùa mưa tháng 4 âm lịch hàng năm đó. Đó, và họ có làm lễ té nước, là tạt nước với nhau, ai ước nhiều là người đó may mắn cái gì. Nó tạo ra cái nét rất đặc thù của bán đảo Đông Dương. Ngoài cái nền văn minh Hindu, Phật giáo Tiểu Thừa của Ấn Độ ảnh hưởng sang, thì phần còn lại của Đông Dương đó là ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa. Thì Việt Nam là rõ nét hơn, và gần như nó khác biệt so với nền văn minh của Ấn Độ gì. Nó tạo cho bán đảo Đông Dương một cái nét tương phản rõ rệt, đó là Lào, Campuchia thì ảnh hưởng văn minh Ấn Độ, Việt Nam
thì ảnh hưởng văn minh Trung Hoa. Thì hai cái này khi người Pháp xóa tên ba nước An Nam, Lào, Campuchia để lập ra Đông Dương thuộc Pháp vào cuối thế kỷ 19 ấy vậy, và họ đặt tên theo tiếng Pháp đó là Indochina, tức là Indo là ảnh hưởng Ấn Độ gì, Chin là China đó, và họ đặt lên cho ba xứ sở này là liên bang Đông Dương thuộc Pháp, Indochina đó. Và sáng hôm nay hãy có mặt ở giữa thủ đô Phnom Penh, đôi dòng tản mạn về lịch sử của thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia, trong một phần của lịch sử Đông Dương, một phần của lịch sử Đông Nam Á, một phần của lịch sử thế giới. Và sáng hôm nay đoàn sẽ đi tham quan Phnom Penh City Tour nửa buổi ấy vậy. Sau đó tạm biệt thủ đô Phnom Penh để đi về hướng Bắc, vượt qua khu vực biển hồ Tonle Sap, biển hồ thiên nhiên lớn nhất nhì ở Đông Nam Á đó, để mà về cố đô Siem Reap, nơi có Angkor Wat là đế thiên đế thích, được Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới, để quý vị tìm hiểu thêm một đế chế Angkor một thời hùng mạnh nhất Đông Nam Á. Ngày mới chúc quý vị may mắn, mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Thank you. See you quý vị. Goodbye.